Xin chào các em. Cuối cái lần phát sóng trước, thầy còn nhớ thầy sẽ nói cho em cái nội dung có liên quan tới kim loại với axit. Thì cái phần đó cụ thể là một cái loại đề mà tác giả ngụy trang thật là khéo, đó là tác giả không giới thiệu cái NH4NO3, mà cái quá trình giải mình phải tự phát hiện ra. Thì lẽ ra trong cái lần gặp này thầy sẽ nói cái nội dung đó, nhưng theo sắp xếp chương trình đó, thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho em cái phần có liên quan tới phản ứng oxy hóa rượu, và cái phần thứ hai đó là oxit phản ứng với axit. Như vậy cái phần mà kim loại với axit, cái dạng đặc biệt đó đó, thầy sẽ sắp xếp ở trong cái giờ tổng ôn tiếp theo á, thì em đón xem cái nội dung đó. Thầy sẽ giới thiệu nhanh cái phần này để những cái gì mà muốn nói hôm nay á, thầy sẽ tổng kết luôn cho em. Có thể nói cái phản ứng oxy hóa rượu nó vừa quen nó vừa lạ. Quen ở chỗ là thí sinh nào nghe cũng biết hết á, nhưng mà đặc biệt là trên đề thi á, không có kinh nghiệm vậy không có dễ. Thì hôm nay thầy sẽ trích giới thiệu cho em cái cách giải đặc biệt để mình giải quyết nó thật là đơn giản, mà cái phản ứng tập trung ở đây là phản ứng oxy hóa rượu bằng oxit đồng. Thầy sẽ gợi ý giáo khoa chi tiết một chút nữa để em nghe nó dễ. Cụ thể cái phần phản ứng oxy hóa rượu thì mình tập trung mình khai thác cái tác nhân oxy hóa này thôi. Còn nữa, ví dụ như KMnO4 rồi K2CR27 thì cái loại đó nó nằm trên câu hỏi giáo khoa. Oxy hóa còn có cái nghĩa thứ hai nữa là oxy hóa hoàn toàn luôn, đó là phản đốt cháy. Cái khái niệm đốt cháy nghe thật là quen, thì cái phần đó thầy sẽ giới thiệu trong bài tập luôn. Còn bây giờ mình tập trung mình để ý cái chỗ này ít phút nữa. Cụ thể tác nhân oxy hóa đồng á, thì cái bậc rượu nó quan trọng đó, mình phải xem coi cái bậc mấy. Bậc 1 thì nó oxy hóa thành aldehyde, còn rượu bậc 2 thì nó thành ceton, bậc 3 thì nó không bị oxy hóa bởi tác nhân oxy hóa đang nói là oxit đồng. Đừng có lo lắng luôn, chút nữa khi thầy nói xong bật máy kệ nó luôn, nằm trên định lượng mình giải như nhau hết. Vậy thầy lấy cái minh họa từ cái rượu bậc 1 oxy hóa thành anhít, còn cái mà bậc 2 á, mình khỏi làm luôn, khỏi chuẩn bị luôn, do kinh nghiệm nó giống nhau, thực ra là chứng minh á, nhưng mà thầy nghĩ khỏi cần luôn. Với trình độ hiện nay của em thì nghe chỗ này đủ rồi. Ta cứ nhớ rượu bậc 1 oxy hóa thành aldehyde, do đó cái sản phẩm này mình ghi tương ứng thật là dễ. Phương pháp cân bằng thì thầy nghĩ khỏi đem vô chỗ này luôn, thầy gợi ý gần nè. Em cứ nhìn thấy cái chỗ này N trước thì em ghi chỗ này N, tương tự chỗ này N là xong. Vậy thì chỗ này thầy ghi N, chỗ này N, rồi cái chỗ này sẽ N luôn. Điểm H đó mình cân bằng. Nghe được ha? Thì ra nếu như mà đơn chất là có một chất á, thì lúc đó nào bằng một thì ta phải nhớ liền ở trong đây nè, lúc đó mol bằng mol bằng mol hết. Để nhân chút nữa thầy ghép nó vô cái phía sau đó. Còn nếu mà nó không phải đơn chất thì đó, nào nó nói rất tổng quát. Có một cái phương pháp mà thật là hiệu quả, hữu cơ vô cơ luôn luôn có sử dụng, đó là phương pháp tăng giảm khối lượng. Trước khi sử dụng tăng giảm khối lượng thì cũng gợi ý để thầy ghép nó vô công thức luôn. Trên cái phản ứng này nè thì có hai cái chỗ có chất rắn, thứ nhất là COO là rắn, thứ hai là CO, còn lại là chất hữu cơ với nước mà nung ở nhiệt độ cao, cho nên mấy cái chất hữu cơ với nước nó biến thành hơi. Ý nói cái phản ứng oxy hóa rượu em cần để ý hai cái kiểu chất thôi, thứ nhất là rắn, thứ hai là hơi. Rắn thì mình nhìn theo phương pháp tăng giảm khối lượng mình đoán được luôn. Phía đằng trước là CuO, phía đằng sau là Cu. So sánh cái công thức á, thì mình dự đoán được lúc đó rắn nó sẽ giảm xuống. Hỏi giảm bao nhiêu theo luật tăng giảm khối lượng luôn. Mình lấy một số quan trọng ra nhân cho mol phản ứng. Số quan trọng ở đây là hiệu hai cái M lớn nhân hệ số cân bằng. Cụ thể cái chỗ CuO là 80, cái chỗ Cu là 64. Ở đằng trước có N, vậy ta lấy 80 N trừ 64 N nó ra 16 N,
cách làm nó dở, mình so sánh ô nó lệch nhau ô, mà nào lần thì 16 nào. Vậy chút nữa mình sử dụng điều đó ghi trong cái phần tăng giảm khối lượng. Thầy hy vọng cái phần mới nói em nghe được, nhưng nó còn mơ hồ quá, nó nói không, em không có đoán được, không có thấy được. Và đặc biệt là em mà mới xem cái chỗ này lần đầu thì thầy không yên tâm lắm, cho nên thầy sẽ ghi chi tiết cho em. Rồi cụ thể thầy sẽ nói cái điều đặc biệt này, đặc biệt là thầy lấy cụ thể luôn, cái oxy hóa rượu bằng oxit đồng thì theo công thức đó mình triển khai thành phản ứng. Em cứ để ý sẽ thấy nói, thì nói có hai cái nhóm công thức thôi. Cái thứ nhất đó là để ghi phản ứng, cái cuối cùng đó là để tính toán. Thầy đang triển khai phản ứng gì? Cứ cơ bản là hãy bật một oxy hóa thành anđehit. Nhưng mà đặc biệt có cái rượu này nè, đó là cái CH3OH. Có khi nó sinh anđehit đó, có khi nó sinh axit đó, cho nên mình phải lưu ý nó có hai khả năng đó đó. Cái bài tập 1 này thầy trích từ cái đề thi, mà chắc cũng không cần phải nói với em nhiều lần. Em cứ nhớ em thi cái gì đó thì em phải cọ sát với cái đề của cái đó. Đó là cái cách làm dễ. Rồi tại vì đặc biệt đi thi đại học nữa, môn hóa cũng như thầy nghĩ các môn tương tự khác, cứ tiếp xúc với nó để em hiểu cái kiểu đề á, thì lúc đó em sẽ thi được rất là dễ. Mà môn hóa nữa, tác giả hay làm mới đề cũ lắm. Em cứ nghe kỹ cái chỗ này, rồi những tiếp theo đó, thì cái phần này thầy nghĩ là yên tâm luôn. Cái đặc điểm câu này thầy tổng kết cái đề lại, chứ thầy không có cần đọc đề cho em, thầy biết em đọc được dễ mà. Cái loại này, cái đề này vậy nè, lấy cái rượu đơn chức, em thấy có ghi rất rõ là đơn chức, khối lượng là mg gam, chúc trả lời cái bằng máy, cái đêm oxy hóa bằng oxit đồng. Cái sau đó người ta nói thu được cái hỗn hợp hơi cho sẵn cái tỷ khối hơi luôn, và còn thông báo một cái điều nữa là cái độ giảm lượng rắn là cho sẵn luôn. Như vậy hỏi mờ bằng mấy, mình khéo ghép các công thức lại thì sẽ rất là nhanh. Và cho thầy nhắc một cái điều nhỏ này nữa nè, nhiều khi để lâu cái em quên. Mình có phương pháp tăng giảm khối lượng hiệu quả lắm, nhưng mà phải biết khi nào sử dụng nó. Dễ nhớ lắm, cứ vô mà thấy có khối lượng đằng trước rồi có khối lượng đằng sau là nghĩ tới nó liền. Hay là trên đề nói là tự nhiên cái giảm xuống này hay là tăng khối lượng lên này là nghĩ tới nó liền, lấy nó ra, đừng có tìm kiếm đâu xa đó. Do đó mình nhạy lắm, cái bài này tự nhiên cái nói sao thí nghiệm cái khối lượng rắn giảm xuống 0,32 gram là nói rồi, vậy là cái chỗ này ta biết công thức giải luôn rồi đó, lấy tăng giảm khối lượng liền. Nhưng mà cái tăng giảm khối lượng trên cái công thức hôm nay nói thì nó như thế nào thì thầy sẽ tổng kết luôn. Trước khi giải cái bài này thầy sẽ gợi ý cái tổng kết này. Cái rượu đơn, nhớ phải là rượu đơn, không phải đơn, mình nói nó sai hết đấy. Oxy hóa bằng oxit đồng, hỏi rượu này phải bật máy nó, nói khi mà đem lên đây rồi thì thầy dặn là bật máy kệ nó luôn, tất nhiên không phải bật ba. Và thầy đặt luôn cái này là chất ít luôn, thì lúc đó nó sẽ sinh ra cái sản phẩm thì dựa trên cái phản ứng này nè, thì thầy lấy cho nó đơn chức cho giống cái mình muốn nói luôn, thì nó ra cái anđehit này, thấy không? Rồi cái chỗ này nè thầy đặt là chất hữu cơ y, như vậy thì chút nữa thầy ghi lên đây là y luôn. Và mình thì đang nói là anđehit, lẽ ra thêm một cái phản ứng sinh ceton nữa, nhưng thầy nghĩ khỏi cần luôn. Cho nên cái chỗ này em phải nói là nó là gì vậy, thì mình nói nó hoặc là anđehit, nó hoặc là ceton luôn. Vậy thì cuối cùng là cái gì kệ nó luôn, khỏi cần phải suy nghĩ rồi xin cái gì. Nhiều khi đề cho hay lắm em, không nói xin cái gì luôn. Những em không có kinh nghiệm là phải coi coi kiểu rượu bật máy nữa, mất thời gian, lúc đó em bị mất phương hướng giải luôn. Bây giờ thầy chuẩn bị cái điều thứ nhất là tăng giảm khối lượng mà dựa trên rắn. Vậy thì phía trước là CuO, phía sau là Cu, cho nên nãy có nói rồi đó, giờ là n bằng một tại nó một chất. Vậy cái độ giảm lượng rắn là 16 nhân mol phản ứng,
mà luật của tăng giảm khối lượng em nhớ phải ghi đằng sau theo đằng trước, rồi sau đó cộng hay trừ cái độ biến thiên khối lượng, nghĩa là tăng thì cộng, giảm thì trừ. Như vậy cái đằng sau ở đây là y, còn đằng trước là x, cho nên mình sẽ ghi thế này, m rắn sau cũng được ha, sẽ bằng m rắn trước, do mình biết nó giảm mà, vậy mình nói trừ 16 lần mol phản ứng. Cái quan trọng là cái mol phản ứng bằng cái gì. Cũng nói luôn, hỏi 16 nhân mol phản ứng là gì, mình nói đó là cái độ giảm lượng rắn luôn. Em hiểu thầy nói ha. Vậy thì em coi coi thầy muốn nói cái điều thứ hai nữa nè. Mình so sánh công thức thôi. Em nhìn cái x, em nhìn cái y, có phải nó hơn nhau hai đơn vị đúng không? Như vậy cứ nhớ m(x) thì sẽ bằng m lớn y cộng 2. Mình so sánh công thức đó. Em hình dung được cái chỗ này ha. Nhiều khi em không biết mình ghi cái đó để làm gì thì thôi, hãy chờ coi chút nữa thầy sẽ nói gì. Nhiều khi có những cái nó hiển nhiên lắm em, mà mình không ghi nhớ cái quá trình mình giải bài tập á, đôi khi cái mình không biết có cái đó luôn đó. Thì lẽ ra mình mang cái điều đó vô, cái nó tới đáp số mình bỏ quên nó, cái mình đi một cái con đường nào đó, cái cuối cùng nó đi mất luôn. Nhiều khi nó không bao giờ tới đáp số. Cho nên có nhiều chỗ nó rất là hiển nhiên thì cũng đem ghi lên đó luôn để em nhớ. Tất nhiên không phải ngớ ngẩn. Cái gì mà hiển nhiên mà không bao giờ sử dụng thì ghi lên đó nó sẽ mệt em. Em theo dõi nó rồi cái khổ nữa. Thì cái gì mà thầy ghi là tại cái đó nó hay cần á. À, chưa hết đây, cái muốn nói tiếp theo là cái độ giảm khối lượng rắn hay là độ tăng gì đó thì mình ghi chung chung là delta m, và nó là cái phần phía sau. Khi ghi cái phía sau nè, cái chỗ cộng hay trừ nè, mình đem ghi lại thôi. Cái mol phản ứng này mình phải biết, và cứ nhớ theo luật đó, cứ một chia hệ số cân bằng nhân mol chất trên phản ứng, thì em nhìn cái chỗ nào thì em áp dụng vô cái chỗ đó. Ví dụ mình nhìn vô x hệ số cân bằng là một, vậy một trên một là một, rồi đem nhân cho mol x, một cách nói thôi thì nói vậy cho nó khỏe nè, tại vì nó bằng 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 hết thì cái mol phản ứng sẽ bằng 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 hết luôn. Nghĩa là sao, cái chỗ này gặp x thì nó bằng mol x phản ứng, gặp COO phản ứng thì nó bằng mol COO, tương tự nó bằng mol y, rồi nữa nè, thấy không em, bằng luôn mol CU, cần thì nó bằng luôn mol nước. Như vậy thì cái chỗ này thì quay trở lại nói ha, lẽ ra mình nói bằng luôn mol nước mình, tại nó hết chỗ thì ghi tới đó được rồi. Nhưng mà trước khi mà qua bài tập á, thì em cần để ý như nè, nếu mà đơn chức á, thì nó mol bằng mol bằng mol hết, điều đó cần lắm chút nói thôi. Cứ đứng đây mà nói hoài luôn em cũng chưa sử dụng được nữa. Cho nên theo thầy thì thôi mình đem nó thêm vô trong bài tập á, cái gì thiếu thì bổ sung thôi. Cái phần tóm tắt của cái câu 1 thế này: lấy cái rụt đơn khối lượng mà game chút nữa phải trả lời á, gặp oxy hóa đồng, oxy hóa bằng oxit đồng dư. Đúng kiểu luôn rồi, thấy chưa, thu được hỗn hợp hơi có tỷ khối hơi nè, và đây là cái độ giảm rắn, do mình hiểu nó rồi cho nên đọc đề anh biết cái chỗ đó bằng 0,32 gram. Hỏi m bằng mấy, m là khối lượng thì một cái điều hiển nhiên sẽ bằng mol nhân m lớn. Tất nhiên ở đây là lấy mol rượu nhân m lớn rượu, thì một cái điều đơn giản ai cũng nghĩ tới, muốn tính khối lượng rượu phải tìm mol với m lớn là xong. Vậy thì ai cũng phải đi tìm cái m lớn, mà thường thí sinh không kinh nghiệm á, thì sẽ coi coi cái m lớn đó cụ thể bằng mấy, bằng cách đi tìm coi rượu đó là rượu gì, rồi mới suy ngược là m lớn. Dở lắm. Chút nữa thầy chỉ vô cách em bấm máy em thấy m lớn luôn. Thì cái bài này, loại này nó được vậy đó em. Vậy cụ thể thầy sửa lại liền. Vậy cái chỗ này thầy ghi là mol nè, còn cái chỗ này là ghi m lớn nè, thấy chưa? Giờ mình điền số thích hợp vào hai cái ô trống này là xong. Vậy thì biến nó thành bài toán lớp nhỏ luôn rồi đó. Hai cái này sẽ được thấy, em còn nhớ không? Delta m á, theo công thức hôm nay đúng rụ đơn thì phải bằng 16 lần mol phản ứng. Em nghe được chứ ha?
Vậy thì ta có 032 sẽ bằng 16 nhân mol phản ứng. Hỏi mol phản ứng là gì? Thì do đơn chất nó đúng bằng mol rượu luôn. À, thì ra trong hai đống khung này có một cái đống khung cho sẵn luôn. Cụ thể là mol phản ứng là mol rượu là bằng 032 chia 16. Vậy mình đem mình ghi lên đây luôn. 032 là cái chỗ này nè. Còn cái vế trái là 16 nhân mol phản ứng. Vậy mình tính mol phản ứng thì mình chia 16. Mà mol phản ứng ý nghĩa là mol rượu luôn. Thiếu cái mà lớn à. Vậy coi như cái dữ kiện này là mình khai thác xong rồi đó. Và biết chắc nó không phải là cái chỗ để điền vô chỗ trống này. Cho nên mình nhìn cái còn lại có liên quan tới hỗn hợp hơi nè, thấy không? Vậy thì thầy nghĩ từ cái chỗ này mình phải nói được có cái gì nè. Không nói được, không dễ được. Em nhớ phía bên trái là rượu nè, rồi oxit đồng nè, còn bên phải là sản phẩm y nè, rồi đồng nè, rồi nước nè. Rắn á, là CuO với Cu, vậy cái còn lại á, là hơi. Vì cái hơi mà sinh ra thứ nhất á, là y. Và đừng bỏ quên cái cuối cùng là nước, tại nước lúc này thấy hơi luôn. Và nếu rượu còn á, thì nó nằm ở đây luôn. Nhưng mà tại oxit đồng dư hiệu suất 100%, cho nên hơi chỉ có đúng hai chất thôi. Thứ nhất là thầy ghi luôn là y, thứ cuối cùng là nước. Mình hay bị bỏ quên nước lắm đây, em hãy lưu ý cái chỗ đó. Vậy thì cái tỷ khói hơi này nè sẽ thông báo được một cái điều rất là quan trọng. Em mà thấy được cái điều này là xong. Và đây cũng là quy luật cho mình cái chỉ số trung bình mà với hai chất mà đồng mol. Em còn nhớ cứ chỉ số trung bình mà đồng mol thì chính là bằng trung bình cộng của chỉ số, mà cho D là cho M lớn trung bình. Vậy thì đồng mol nữa, cho nên M lớn trung bình chính là trung bình cộng của M lớn. Cái chỗ này thì thầy nghĩ là em hiểu chứ ha, tại mol y với mol nước nó bằng nhau mà hễ mol bằng mol thì em ráng ghi nhớ giá trị trung bình là trung bình cộng. À, thì ra cái chỗ này mình khai triển liền. Lấy MI cộng 18, ý nghĩa 18 là M lớn nước, trung bình cộng của M thì cộng hai cái M lại rồi chia 2. Em hiểu trung bình cộng rồi chứ ha, là tổng lại rồi chia cho cái số phần tử đó, chứ không phải bài nào cũng chia 2. Mai mốt nó sai cái chỗ khác đó, tại đây có 2 mình chia 2. Nó dễ hiểu là không nên nói cái chỗ này, không hiểu nó kỳ lắm. Còn cái M trung bình của cái đề cho là 15,5 nhân 2, tại so với hydro, cho nên cái phía này mình ghi 15,5 nhân 2. Như vậy mình chuẩn bị tốt thì mình lấy cái máy tính ra là mình có đáp số rồi đó. Vậy mình bấm máy liên tục luôn, 15,5 nhân 2 rồi tiếp tục nhân 2 rồi trừ 18 thì tự nhiên mà y bằng 44. À, thì ra hồi nãy em thắc mắc là tại sao có cái chấm thứ hai trên công thức á, gì MX bằng MY cộng 2 để nói cái điều đó đó. MY có rồi thì MX tự nhiên có là 46 liền. Lấy 44 cộng 2 ra 46. Vậy thôi thì bấm máy thấy đáp số rồi, chỗ đó là kết quả. Như vậy thì em thấy thầy dành ra nhiều phút để làm một cái điều mà thầy nghĩ để mình khỏi phải làm nhiều bài. Chứ đi thi mà làm vậy là rớt rồi. Cỡ như thế này là mình phải giải dưới 1 phút. Chắc chắn em sẽ tự làm được dưới 1 phút đó. Và hy vọng em sẽ làm được. Còn bây giờ để cho nó yên tâm, thầy sẽ giới thiệu thêm một cái rất gần để cho nó nhuần nhuyễn hơn nữa. Rồi cụ thể là cái bài tập số 2. Cái bài tập số 2 này với mục đích là thầy đảo ngược lại. Hồi nãy cho khối lượng rượu, rồi cho cái độ giảm khối lượng rắn, rồi cho tỷ khối hơi. Thì trên bài này ta cũng thấy đúng ba đại lượng đó. À, sau khi giải xong ta thấy ba đại lượng đó, chỉ cần cho hai thôi, hỏi chỗ nào trả lời cũng được hết đó. Nhưng thầy biết chỉ cần chuẩn bị tới đây là được rồi.
Hồi nãy hỏi khối lượng rượu thì cho độ giảm khối lượng, thì bây giờ cho khối lượng rượu hỏi độ giảm khối lượng, hoàn toàn tương tự, đúng kiểu luôn, đúng khuôn mẫu rồi. Rượu đơn chức oxy hóa bằng oxit đồng, rồi cho ra cái hỗn hợp hơi có tỷ khối hơi luôn, lượng rượu có sẵn, độ giảm cần tính, vậy ta chỉ cần thế này thôi. Toàn bộ đề thầy làm gọn lại rồi. Vậy cái mà ý nghĩa là độ giảm lượng rắn thì hỏi bằng gì, mình nói bằng tích cái đó nữa. Mà tích cái đó là cái gì? Em phải thuộc công thức. Delta M trên cái phần hôm nay nói luôn luôn bằng 16 nhân mol phản ứng. Chắc em còn hiểu cái chỗ đó mà chứ ha. Điền số vô dễ quá. Em coi thầy nói gì nè, chỗ này 16 hiểu không? Tại nó bằng 16 nhân mol phản ứng, vậy cái còn lại là gì, có phải là mol phản ứng không? Mol phản ứng thì một cái điều hiển nhiên, lấy khối lượng chia mà lớn, tự nhiên đề cho sẵn khối lượng rượu em 1,8 gram rồi đó, thiếu cái mà lớn. Ta rất kinh nghiệm luôn, cái mà lớn rượu này nhất định sẽ được thấy từ cái chỗ này nè, lấy cái khối lượng chia mà lớn này, mà lớn phải chừa lại nè, thấy chưa? Vậy nó phải thấy từ cái chỗ này nè, y với nước, cái mà lớn nó chỉ cần nhìn thấy mà y là xong. Quen quá thấy không, vậy mình chỉ cần mở cái chỗ này ra, tại vì hai này đồng mol nữa, cho nên ta có MI cộng 18 chia cho 2 đúng bằng 19 nhân 2, tự nhiên MI bằng 58, thì cái chỗ này nè nó sẽ là 60, tại mình thêm 2 vô thôi, do đó mình bấm máy cái nó thấy đúng cái chỗ đó, kết thúc cái câu này. Như vậy em chỉ cần quan sát kỹ hai cái chỗ này thì thầy nghĩ nếu mà may mắn gặp lại đúng cái khuôn mẫu này thì em sẽ lấy được điểm thật là dễ. Vậy hỏi còn gì nữa đối với loại này, thì nãy giờ em để ý mình thấy cái bài của mình có rượu à, vậy đi xa nhất là hỗn hợp rượu. Thì trong cái hôm nay thầy chưa có giới thiệu cho em cái hỗn hợp rượu, thì cứ yên tâm đi, em cứ theo dõi cái bài này, cái chương trình này còn phát sóng đến ngày thi lận mà, cho đó những cái chưa thầy sẽ gợi ý tiếp. Còn bây giờ thầy sẽ gợi ý cho em thêm một cái điều nữa trên cái bài tập nhiều chữ này ha. Cái bài tập này cho mình cũng cái rượu X nữa, cũng đem phản ứng với oxit đồng, rồi sau khi phản ứng xong thấy rắn nó giảm nhiêu đó luôn, rồi cái sau đó đề lại nói về tỷ khối hơi so hydro bằng 19 nữa, thấy cũng quen quen chứ ha. Xong bây giờ tác giả hỏi ác quá, không có hỏi gần gần như nãy, còn ghép thêm một cái thí nghiệm nữa, cụ thể là cái thí nghiệm đem đốt luôn cái rượu này, rồi sau đó mới dẫn cái sản phẩm cháy, tất nhiên là có CO2 nước, đưa qua cái bình NaOH dư, và lúc đó hỏi cái bình nó tăng bao nhiêu gam vậy. Thì các cái giá trị mà thì thầy nghĩ hồi nữa mình thấy luôn khỏi ghi. Thì toàn bộ đề được làm gọn lại, thì cái phần phía đầu á nó dễ lắm, còn cái thí nghiệm thứ hai đốt rồi định lượng độ giảm cái độ tăng chứ cái khối lượng bình thì mình biết đó là tổng khối lượng CO2 nước. Mà tổng khối lượng CO2 nước thì phải tính lượng CO2 lượng nước, ta có riêng công thức để tính, cụ thể là lấy mol CO2 nhân 44 là khối lượng, cộng cho 18 nhân cho mol nước cái tổng lại là xong. Còn mol CO2 thì có cách tính là lấy mol đốt nhân số C, và mol đốt chỉ cần thấy được cái chất đem đốt là xong. Vậy cái chính của câu này là chỉ cần tìm được rượu thôi. Thì ra hai cái câu trước á, mình chỉ định lượng thôi, cái mờ lớn bằng mấy, thì bây giờ mình thêm đoạn nhỏ là phải nói được nó là rượu gì luôn. Điều đó chắc không khó, thầy sẽ gợi ý liền. Rồi cuối cùng cái mờ này á, mà nãy giờ mình nói lòng vòng là tổng cái CO2 nước. Như vậy thì mình phải chuẩn bị thế này, ta lấy 44 ta nhân cho cái mol CO2 chưa thấy để đó đi, cộng cho 18 nhân cho cái mol nước chút nói, và thiếu ít làm sao tìm, làm cho thấy ít. Vậy làm như thế này nè em, đây là hai chất nằm trong hỗn hợp hơi,
tại cái này oxit đồng dư hiển nhiên hiệu suất 100. Nhìn từ cái chỗ này ta đoán được ít dễ lắm. MI cộng 18 chia 2 bằng 2 lần 19. Cái chỗ này mình được thấy ở cái câu trước đó. Vậy MI 58, do đó MX này là 60. Em à, số 60 á, mà là rượu á, là biết liền nó là C3H8O liền, khỏi phải tư duy gì nữa hết. Tại rượu ít C nhất là 1C là 32, cái mình thêm 14 là 46, thêm 14 đúng 60 luôn, cho nên khỏi lòng vòng. Vậy thì cái chỗ này ta nói nó đúng là C3H8O. Vậy ta giải ghép trực tiếp vô đây luôn. Cái chỗ này ý nghĩa là mol CO2, mà mol CO2 thì bằng mol đốt nhân số C. Trước tiên số C thấy ra nè, thấy không em, thì ghi vô đây số C, mol đốt thì đặt nhân tử rút ra ngoài luôn. À, còn cái chỗ này là ta lấy 18 nhân mol nước, mà mol nước thì bằng mol đốt nhân nửa số H. À, tự nhiên số H là 8, cho nên mình chỉ cần chia 2 là ra 4. Cuối cùng là nhớ nhân cho cái mol đốt. Mol đốt thì lấy khối lượng chia mà lớn. Khối lượng đem đốt thì có rồi, vậy đem chia cho cái chỗ này cũng được, là một cách. Nhưng mà đi tính cái mà lớn vậy nó dở lắm. Lấy khối lượng chia mà lớn, khối lượng để giấu luôn sao chia. Thì ra em còn nhớ không, cái độ giảm lượng rắn ở đây cho sẵn là 0,64, mà ta biết nó bằng mol phản ứng, tức là mol rượu nhân 16. Vậy cái mol rượu là lấy độ giảm rắn là 0,64 chia 16. Tại tác giả giấu hay quá, không cho khối lượng rượu đem đốt, sao em lấy khối lượng em chia mà lớn. Thì ra nhờ cái chỗ delta mà. Thì đây cũng là một cái muốn nói, nhiều khi cho dễ mà mình chủ quan, mình không chuẩn bị cái vô phòng thi á, cái mình thấy nó quen nhưng mà không có điểm. Còn bây giờ thầy sẽ gợi ý cho câu tiếp theo. Cái bài tập này là cho rượu này hai chức, cũng làm điều tương tự là oxy hóa bằng oxit đồng, cũng phát hiện ra điều quen là cho độ giảm khối lượng rắn. Cũng có một cái chỗ đúng khuôn mẫu luôn, là cho cái tỷ khối hơi của hỗn hợp so với hydro. Vậy thì cái bài này hai chức mà, đem hết mấy cái nãy giờ nói qua đây tự sai. Cho nên thầy sẽ gợi ý bây giờ cái điều này nè, hai chức. À, cũng là x là y luôn, mình chuẩn bị từ đây x là hai chức thì lúc đó sinh y hai chức luôn, cái này là y nè, cái hệ số cân bằng khỏi giải thích nữa. Như vậy thì cuối cùng thầy nói anhít ceton gì cũng giống nhau, vậy thì theo luật tăng giảm khối lượng ghi m rắn sau, trước tiên bằng m rắn trước và biết nó giảm luôn, vậy giảm bao nhiêu thì mình nhìn đây nè, CO với CuO hiệu nó ra 16 nhưng tại hệ số cân bằng là 2, vậy thì gấp 2 lần lên. Vậy thì cái chỗ này là 16 nhân 2, và kế là bên luôn luôn ghi cái quen là mol phản ứng. Em nghe được cái chỗ này chứ ha? Rồi thôi thầy mở rộng cho nó tổng quát. Nếu là n chức thì sao? Cái độ giảm luôn luôn là 16 nhân n nhân mol phản ứng. Hễ mà đơn chức thì n sẽ 1, còn hai chức thì n sẽ 2. Vậy đủ rồi, khỏi cần ba chức trở lên, thi đâu có cho ba chức trở lên đâu. Vậy chắc em hiểu được cái chỗ này rồi chứ ha? Hoàn toàn tương tự, mx sẽ là my cộng thêm cho 2 nhân n. N ở đây là 2, cứ nhớ 2 nhân số chức á. Và cuối cùng là cái delta m. Delta m như nãy giờ mình nói rồi, khỏi giải thích nữa. Còn cái mol phản ứng này mình cẩn thận một chút. Nhìn vô chỗ x hệ số cân bằng bằng 1 cho nên nó bằng mol x. Nhìn vô chỗ CuO nói sai đó, mình nói bằng mol Cu sai rồi. Nói bằng 1 trên 2 mol CuO phản ứng. Nhìn vô y thì nói hiển nhiên bằng mol y, cứ nhớ bằng 1 trên hệ số cân bằng mol chất phản ứng. Do đó cái những cái ghi tiếp theo này chắc khỏi cần giải thích em nữa. Em rõ được cái chỗ này chứ ha? Vậy cần lưu ý nè. À, cái hỗn hợp hơi sẽ có y với nước, và bây giờ mình mới thấy đó, cái nước mà thấy không, mol nước nó phải bằng 2 mol y. Em để ý cái chỗ đó ha.
Nhìn đây cũng thấy nè, mol y bằng nửa mol nước á, vậy mol nước bằng 2 mol y. Đem hết cái này vô cái bài tập tiếp theo liền. Cụ thể đây là bài tập 4, có hai có cái rượu hai chức mà game cũng làm tương tự nè, thấy không em? Cho nên thôi mình trả lời liền, m bằng mấy thì cái m này hiển nhiên bằng tích của hai cái muốn nói. Hiển nhiên là mol phản ứng nhân mà lớn, mol phản ứng rất kinh nghiệm luôn, cho độ giảm rắn là gián tiếp cho mol phản ứng. Nhớ cái độ giảm rắn luôn luôn sẽ bằng 16 nhân số chức nhân mol phản ứng. Vậy thì mol phản ứng sẽ bằng độ giảm rắn chia 16 rồi chia tiếp cho số chức nữa. Cho nên cái chỗ này mình trả lời dễ lắm nè, 032 chia 16 nhân 2. Em hiểu được cái chỗ này á, thiếu còn có một chút xíu nè, thấy không? Mà lớn kinh nghiệm lắm, chỉ cần nói được cái chỗ này có y có nước là xong, và lấy cái chỗ này ra khai triển liền. Mình bắt chước hồi nãy mà mình ghi mi cộng 18 sẽ sai, tại này nó đâu phải đồng mol đâu, có hai cách nói. Do mol nước gấp đôi mol y thì thôi mình nói như vậy nè em, nó cũng tiện lắm. Vậy cái chỗ mà hỗn hợp có y với nước thì do mol bằng nhau là có công thức là m trung bình là trung bình cộng của m mà, cho nên thầy sẽ sắp xếp nó vậy nè. Y với nước thầy nói là y với nước và nước nữa, ý nói tới hai nước, thấy chưa? Còn mol thì sao, thì mình nói mol bằng mol, thấy chưa? Vậy thầy sẽ làm cái điều này. Cái chỗ m trung bình thầy sẽ ghi là mi rồi cộng cho m nước rồi cộng cho m lớn nước nữa rồi chia cho số 3. Chắc em hiểu chứ ha, mà m lớn nước rồi m lớn nước là thành 2 lần m lớn nước đó. Còn mà chỗ này mà em nghe không được thì thôi cứ làm cái điều cơ bản đi, mình đặt cái mol y là a thì cái mol nước là 2a, khai triển cái m trung bình ra lấy khối lượng chia cho hỗn hợp, thì lúc đó mình lấy m lớn y nhân mol y cộng m lớn nước nhân mol nước chia tổng mol thì chắc chắn nó sẽ bằng 47,3 nhân 2, tại cái đó là tỷ khối hơi so hydro. Vậy cách nào cũng được. Vậy cái chỗ này mình khai triển liền mi cộng 2 lần 18, em hiểu rồi ha, và đem chia cho số 3. Vậy thì bằng cái vế phải là lấy tỷ khối hơi nhân 2 tại số hydro. Vậy cuối cùng bấm máy ra 58. Mx thì bằng mi cộng 2 nhân 2 tức là cộng 4, cho nên chỗ này ra 62. Vậy mình bấm máy cái mình biết đáp số. Còn bây giờ thầy giới thiệu cho em cái bài tập số 5. Cái bài tập số 5 này vận dụng những cái hôm nay nói sẽ rất là đơn giản. Hỏi A là cái nào? Thì thôi thầy tóm gọn cái đề lại. Cái chỗ này cái rượu đem oxy hóa bằng oxit đồng sinh ra sản phẩm B. Rồi cũng cho những cái rất là quen em cần để ý vậy nè. Cái bài này đi tìm chất mà kinh nghiệm lắm, trong hữu cơ mà cũng như vô cơ luôn. Thấy tìm chất mà tự nhiên cho cái khối lượng là trong em á, phải nghĩ tới một cái chỗ đó là tìm mol. Mol mà có khối lượng có tự có m lớn là tới đáp số à. Và rất kinh nghiệm. Ở cái bài này cho rắn trước rồi, cho rắn sau rồi là nghĩ tới tăng giảm khối lượng liền, và cứ nhớ dùng tăng giảm khối lượng là tự nhiên có mol rồi. Và ta còn nhớ cái độ giảm rắn á bằng 16 lần mol phản ứng, về cái chỗ đó đủ kết luận mol của rượu rồi, cho nên mình ghép tốt các công thức thì cái bài này sẽ ra rất nhanh. Cụ thể thầy sẽ gợi ý liền. Cái chỗ này mình sử dụng cái chỗ m rắn sau bằng m rắn trước trừ 16 lần nhân mol phản ứng. Mol phản ứng này đúng mol rượu luôn, hai cái rắn trước sau có mình đem hiệu chia số quan trọng là 16, cái đó chính là mol phản ứng. Em nghe không được thầy ghi một lần nữa nè. Vậy cái mol rượu là bằng hiệu rắn chia 16. Hiệu rắn ở đây nè là 15,6 với 14. Nếu nhẩm tốt chắc nó tới đáp số luôn. Tại 15,6 với 14 hiệu nó ra 1,6, đem chia 16 là 0,1. Mol mà 0,1 mà nhỏ mà 3,2 thì rượu là 32, 32 là 1C. Còn nghe không kịp nữa thì thôi thầy ghi liền. Vậy cái hai cái rắn trước sau có thì bây giờ mình tính cái m lớn. Số có sẵn hết rồi, mình chỉ có ráp vô cái bộ công thức này thôi.
Vậy thầy xóa hết, thầy điền số vô ha. Cái chỗ này là 3,2 là khối lượng. Hiệu rắn mình lấy trật tự rắn trước trừ rắn sau rồi đem chia cho 16. Bấm máy cái nó ra đúng 32, 32 ngay chỗ đó luôn. Rất là dễ. À, để cho nhuần nhuyễn thầy nghĩ thêm một câu nữa. Cái câu này là cũng hoàn toàn tương tự nhưng mở rộng ra hơn. Hồi nãy mình một rượu giờ hỗn hợp rượu cũng không sợ luôn. Cụ thể đây là các phương án trả lời. Nhận xét đề đi em. À, mới đầu á, cho khối lượng hỗn hợp rượu. Cho mình khối lượng rắn trước, cho mình khối lượng rắn sau. Rất kinh nghiệm rồi. Dùng tăng giảm khối lượng là có mol rồi. Có khối lượng màu trung bình mà có là tới đáp số. Do đó toàn bộ 6 mình giải nhanh thế này. Khỏi lòng vòng nữa. À, đặc điểm của cái chỗ này nè, em cũng cần lưu ý. À, trên cái phản ứng oxy hóa rượu bằng oxit đồng á, thì nhớ cái số chức không đổi. Cái số bi trong gốc cũng không đổi luôn. Ý nói về hễ rượu đơn chức thì sinh chất hữu cơ đơn chức. Rượu no sinh chất hữu cơ no luôn. Ở cái câu này cho hai rượu không nói rõ là rượu gì nhưng mà sinh hai anhít là mình biết chắc chắn cái đó là rượu bậc một luôn rồi. Rồi cái mình nhìn kỹ lại nó no tại đề nói, do đó rất là dễ làm. Còn bây giờ thầy sẽ gợi ý. Với gợi ý hồi nãy thì mình tính liền màu trung bình luôn. Vậy lấy khối lượng chia cho mol hỗn hợp là hiệu rắn chia số quan trọng. Cái chỗ này á có sẵn hết rồi, vậy mình chỉ có thay vô thôi. Đây là khối lượng hỗn hợp. Hiệu rắn là hiệu hai số này thôi. Như vậy mình thấy 10,4 trừ cho chỗ này là 4,48 rồi đem chia cho 16 cái mình bấm máy nó ra 41,33. Nhớ trung bình là phải nằm giữa. Em nhớ nữa, cái mờ lớn rượu mà nó dưới số 46 là con rượu duy nhất methylic. Vậy cái giá trị trung bình này đủ cho biết là chắc chắn phải có methylic. Mà có methylic thì có một chỗ này, chỗ đó là đáp án. Thì thầy thấy mấy cái bài này dễ cho nên thầy gợi ý tới đây là có thể hiểu rồi, cho nên thầy dừng ở đây. Những cái mở rộng có liên quan tới cái phản ứng oxy hóa rượu thầy sẽ ghép ở trong cái phần mình có một cái những cái buổi tổng ôn á, thì thầy sẽ giới thiệu ở đó. Cái thời gian còn lại này thầy sẽ giới thiệu cho em một cái mục nữa để em chuẩn bị. Đó là cái phần có liên quan tới axit. Em à, đi thi đại học á, thì em nhớ có mấy cái chương mà nó gắn axit vô thì mình phải chuẩn bị cho thật tốt. Thứ nhất là kim loại với axit. Thứ hai là oxit với axit. Thứ cuối cùng là muối với axit. Ba cái đó mình phải làm cho kỹ. Thì bây giờ thầy khởi động cho em chuẩn bị cái phần này. Cụ thể là oxit phản ứng với axit. Cái oxit phản ứng với axit thì em cần phải lưu ý mấy cái công thức mình ghi phản ứng thì có ba cái công thức. Thứ nhất là tác dụng với axit loại 1, thứ hai là với loại 2, thứ ba là loại 3. Mà cái quan trọng loại 1, loại 2, loại 3 là cái gì? Ở đây em nhớ cái loại 2 nghe quen lắm. Các cái axit có tính oxy hóa là HNO3, H24 đặc. Loại 1 là tất cả các axit, chứ đừng có nghĩ là nó không phải HNO3, H24 đặc ở chương này là bị sai. Đối với kim loại tác dụng axit chỉ cần thấy HNO3, H24 đặc nó loại 2, không phải nó loại 1. Còn ở oxit tác dụng axit nói vậy có chỗ bị sai đó, cho nên mình phải nói vậy nè. Tất cả các axit đều có thể là loại 1, kể cả HNO3, H24 đặc luôn. Vậy cái quan trọng làm sao mình phân biệt được thì trong cái chương này thầy sẽ chỉ cho em cách. Còn loại 3 thì cũng không có lo lắng luôn, tại đề cho đơn giản lắm, có mấy kiểu bài thôi. Thì cái lúc đó thầy sẽ nói trực tiếp luôn, đó là axit có tính khử. À, em à, do hôm nay mình phải dừng ở đây, cho nên trên tinh thần thầy gợi ý cái mục này để em chuẩn bị để cái lần phát sóng tiếp theo thầy sẽ đi tiếp cái gợi ý này. À, còn bây giờ mình tạm dừng ở đây. Xin thân ái chào tạm biệt các em.